Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Thực ra đây là kênh CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng John Trang Trang TV. Mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Cập nhật mới nhất thì đến bây giờ là đang được khoảng 18.166 lượt đăng ký. Cái sự ủng hộ của các bác là những nguồn động viên to lớn đối với tôi. Tôi vẫn mong rằng là các bác nào chưa đăng ký thì có thể là ấn vào nút đăng ký và nút thông báo để cập nhật những cái video mới nhất. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, cứ mỗi lần nhìn nhân vật này là tôi lại bị kiểu như thế. Đây là một bức ảnh có thể nói rằng là rất là lịch sử. Và tôi không rõ bối cảnh chụp bức ảnh này như thế nào. Tuy nhiên, các phóng viên đã bắt được một cái khoảnh khắc có thể nói á, là nói lên rất là nhiều điều về người mà chúng ta gọi rằng là mặc dù đã bị cách chức nguyên rồi nhưng mà gọi là cựu bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải. Hôm nay thì tôi có đôi điều chia sẻ về ông Lê Thanh Hải. Đầu tiên là chúng ta phải thừa nhận thế này. Đó. Đầu tiên là chúng ta phải thừa nhận thế này. Thừa nhận cái gì? Thì xin thưa với các bác một cái điều như sau. Là bí thư thành như là cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải thì ông mới chỉ bị kỷ luật bằng cách cái chức nguyên bí thư thành ủy, và cái việc này là đối với nhiều người là chưa nghiêm minh, chưa quyết liệt, chưa nghiêm minh, chưa quyết liệt. Và đây không phải là lời của tôi tự nói, mà ở đây là lời trên báo Thanh Niên và đã dẫn rất nhiều người dân, và người ta đã khẳng định ở nhiều địa phương. Trên tờ Thanh Niên thì vào 8 tháng 3 năm 2021, tức là cách đây hơn 3 năm rồi, thì có một cái câu chuyện thế này. Cử tri của tỉnh Long An thì cho rằng những sai phạm liên quan tới dự án Thủ Thiêm, việc ông Lê Thanh Hải, nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh chỉ bị cách chức nguyên bí thư thành ủy là chưa nghiêm minh, quyết liệt. Đó. Và theo đó thì có cái văn bản phúc đáp về việc phòng chống tham nhũng trong sạch. Tuy nhiên, cử tri của tỉnh này thì cho rằng vẫn còn một số vụ án tham nhũng có liên quan đến cán bộ cấp cao chưa được xử lý nghiêm minh, quyết liệt. Trong đó có vụ ông Lê Thanh Hải, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, sai phạm liên quan đến dự án đô thị Thủ Thiêm nên chỉ bị cách cái chức nguyên bí thư thành ủy thôi. Và có một câu chuyện như sau, đó chính là đề nghị Trung ương xử lý quyết liệt hơn cho công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, đáp ứng được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Và đây là cử tri Long An đã kiến nghị như vậy. Và ngay cả cử tri, xin thưa các bác, là cũng đều mong muốn. Thế thì cái câu chuyện về ông Lê Thanh Hải và dự án Thủ Thiêm thì có lẽ rằng là quá nổi tiếng. Trên kênh Trang Trang TV thì 4 năm trước cũng đã đưa những cái clip lên rồi. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái bối cảnh của Thủ Thiêm thật sự có từ một cái dự án đúng chủ trương vân vân, nhưng mà đến bây giờ vì những cái sai phạm mà thật sự là chúng ta không biết dùng cái từ gì để mà nói nữa. Hôm nay thì tôi xin ngoài cái việc mà khẳng định với các bác, đó là cái việc mà chỉ cách chức nguyên của ông Lê Thanh Hải là chưa nghiêm minh, chưa quyết liệt, đó là cử tri đã lên tiếng về cái điều đó, thì chúng ta sẽ cùng quay lại với cả cái chân dung tiểu sử của ông Lê Thanh Hải. Nghe các bác. Ông Lê Thanh Hải thì sinh năm 1950, là một chính khách của Việt Nam. Ông nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, khóa 11, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, và ông có bằng cao cấp lý luận chính trị, cử nhân kinh tế và cử nhân văn chương. Cử nhân văn chương. Và quãng đời sự nghiệp của ông thì như sau. Ông sinh ngày 20 tháng 2 năm 1950 tại Tam Hiệp, Châu Thành, Mỹ Tho và nay là Tiền Giang. Năm 1966 thì ông lên Sài Gòn làm thợ hàn và tham gia vào đội võ trang tuyên truyền thuộc khu đoàn Sài Gòn Gia Định với bí danh là Hai Nhật. Chính vì thế mà người ta sau này hỏi ông đấy là cả một cái tên, đó là ông Hai Nhật. Vào ngày 17 tháng 4 năm 1968 thì ông được kết nạp vào Đảng và chính thức vào ngày 17 tháng 1 năm 1969. Từ năm 68 cho đến năm 75 thì ông là phó bí thư đoàn ủy liên phường, ủy viên ban chấp hành thành đoàn Sài Gòn Gia Định, ủy viên ban thường vụ đảng ủy học sinh,
Phó Văn phòng Thành đoàn, Phó Ban Thường trực Ban Thanh niên Công nhân Thành đoàn và Ủy viên Ban Cán sự quận Phú Tân Sơn. Từ tháng 5 năm 1975 cho tới tháng 10 năm 1986, thì ông là quận ủy viên quận Tân Bình kiêm bí thư phường, chủ tịch phường, bí thư quận đoàn, ủy viên thường vụ thành đoàn kiêm trưởng ban công nghiệp thành đoàn và là phó bí thư đảng ủy cấp trên trên cơ sở chỉ huy lực lượng thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh. Tức là ông là người mà có thể nói rằng là hoạt động cách mạng từ rất sớm. Và tháng 10 năm 1986 thì ông là ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa 4, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch thành phố, ủy viên ban chấp hành thành đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh. Và từ năm 90 cho tới tháng 12 năm 2000, ông là ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa 5, bí thư quận ủy quận 5, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố khóa 5, vân. Và là trưởng ban chỉ đạo chương trình xóa đói giảm nghèo của thành phố. Từ 18 tháng 5 năm 2001, thì ông được hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 6 bầu làm chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong kỳ họp bất thường. Trong kỳ họp bất thường với 78 trên 85 đại biểu có mặt. Bởi vì trước đó thì ông Võ Viết Thanh, một người mà có thể nói là bác Bảy Thanh, một người mà tôi rất là kính trọng về cái bản lĩnh con người và vì cái đúng. Các bác nào tìm lại cái bài viết của tôi về bác Võ Viết Thanh thì thấy rằng là ngay cả Bùi Thủ Thiêm, thật sự cái câu chuyện về bác Bảy Thanh rất là tuyệt vời. Thì trước đó thì ông Võ Viết Thanh, chủ tịch ủy ban nhân dân thì xin từ nhiệm và được hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận, tức là từ nhiệm trước một năm trước khi nghỉ hưu. Ngay sau khi đắc cử thì ngoài hai phó chủ tịch cũ là Nguyễn Thiện Nhân và Vũ Hùng Việt, Lê Thanh Hải giới thiệu thêm ba đại biểu và chức danh phó chủ tịch bao gồm có là ông Mai Quốc Bình, Huỳnh Thị Nhân và ông Nguyễn Thành Tài. Nguyễn Thành Tài thì dính rất nhiều vụ án thì các bác cũng đã biết rồi, đúng không? Từ ngày 18 tháng 5 2001 đến 12 tháng 7 2006 thì ông giữ các chức vụ là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó bí thư thành ủy, đại biểu hội đồng nhân dân thành phố khóa 6 và chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Và tại tháng 6 thì đại hội lần thứ 10 ông được bầu vào bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng. Một đứa thăng tiến có thể nói rằng là rất nhanh. Ngày 28 tháng 6 2006 thì khi là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Minh Chiết được bầu làm chủ tịch nước. Tổng bí thư Nông Đức Mạnh ký quyết định phân công ông Lê Thanh Hải, ủy viên bộ chính trị, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì giữ chức là bí thư thành ủy nhiệm kỳ 2005-2010 và ông tái đắc cử chức vụ này vào nhiệm kỳ sau là 2010-2015. Và ngoài ra thì ông cũng từng là đại biểu Quốc hội khóa 13. Và tháng 10 2015 thì đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 đã bầu quyết chức vụ bí thư thành ủy. Ông được Bộ Chính trị là phân công chỉ đạo thành ủy, tức là chết nhiệm kỳ nhưng mà phân công chỉ đạo luôn. Và tại đại hội thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông không tái cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Vì vậy thì cũng kết thúc nhiệm kỳ tại Bộ Chính trị và thôi giữ chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Và kế nhiệm ông trong chức vụ này thì đó chính là ông Đinh La Thăng, thì đã bị kỷ luật và khai trừ ra khỏi Đảng rồi. Ông đã được tặng thưởng huân chương quyết thắng hạng nhất, huân chương kháng chiến hạng 3, huân chương lao động hạng 3, huy chương vì thế hệ trẻ, huy chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, huy chương vì sự nghiệp lao động thương binh và xã hội, huy chương vì sức khỏe nhân dân, kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam. Và gia đình ông thì có nhiều người, ví dụ như là bà Trương Thị Hiền thì là em út của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên là phó chủ tịch nước Việt Nam. Con trai đầu thì ông là Lê Trương Hải Hiếu, sinh năm 81, là ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và phó bí thư quận ủy v.v. là chủ tịch rồi v.v. thì cũng đã bị kỷ luật khiển trách vì có quan hệ tình cảm với một phụ nữ có con chung nhưng không báo trước. Con trai thứ thì là Lê Trương Hiền Hòa, em của ông là Lê Tấn Hùng thì nguyên là tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn, tức là Sacri, thì hiện nay cũng lãnh 5 tù, nếu tôi nhớ không nhầm thì là 24 hay 25 năm tù gì đó. Và phong tặng thì ông cũng chỉ được phong tặng cái huy hiệu 50 năm tuổi đảng và được trao vào ngày 15 tháng 5 năm 2018. Và kỷ luật thì xin thưa với các bác thế này, vào tháng 8, vào ngày 8 tháng 1 năm 2020 thì tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thì kết luận dưới sự chủ trì của Ủy ban Nghị đạo Ủy viên Bộ Chính trị là ông Trần Cẩm Tú,
Thì ban thường vụ thì kết luận như thế này. Ban thường vụ thành ủy là ban cán sự đảng bộ ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì đã vi phạm nguyên tắc là tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để mà để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn tiền và tài sản của nhà nước, ảnh hưởng xấu vân. Và đây là cái vi phạm. Và ngày 20 tháng 3 năm 2020 thì Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức là cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 10-15 vì đã vi phạm nguyên tắc này, tập trung dân chủ này. Tức là ông vẫn giữ được cái chức bí thư từ 2005-2010. Đây là đôi điều với các bác để các bác hiểu thêm về ông Lê Thanh Hải. Không biết hiện giờ ông đang sống ra sao, chúng ta cũng cùng chờ đợi nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều.